Thưa quý vị, với việc triển khai hàng loạt các biện pháp quyết liệt và đồng bộ, thành phố Đà Nẵng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong 7 ngày giãn cách nghiêm ngặt theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Ngoài việc lên kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng để khoanh vùng, tách F0 ra khỏi cộng đồng, thành phố cũng đã xây dựng phương án cụ thể hiệu quả nhằm cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu đến với người dân, cũng như hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. 8 giờ ngày 16 tháng 8, các chốt kiểm soát được dựng lên đồng loạt tại các tuyến đường lớn nhỏ. Đà Nẵng bắt đầu chuỗi 7 ngày áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, cách ly tuyệt đối nhà với nhà để phòng chống COVID-19. Đây được coi là biện pháp giãn cách nghiêm ngặt nhất thành phố Đà Nẵng áp dụng cho đợt dịch lần này để đối phó với số ca lây nhiễm đang tăng. Trong thời gian 7 ngày áp dụng biện pháp mạnh, Đà Nẵng sẽ triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng, bao phủ toàn thành phố để tìm và đưa các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra khỏi cộng đồng. Ngành y tế tổ chức lấy mẫu tất cả đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố với tần suất 2 lần trên một tuần. Dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng hơn 600.000 lượt người trong 7 ngày. Bên cạnh đó, công tác tiêm vaccine vẫn được triển khai song song. Tình hình của Đà Nẵng là vẫn còn phức tạp, khó lường. Để trước tình hình như vậy, bối cảnh như vậy, thì lãnh đạo thành phố thì đã thống nhất mà thực hiện các biện pháp theo chỉ thị 16 còn quyết liệt hơn nữa theo cái phương châm là ai ở yên ấy. Quan điểm của thành phố là phải mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng cam, vùng vàng và hạn chế xuất hiện vùng đỏ. Trong 7 ngày thì chúng tôi kỳ vọng rằng là sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8. Để giải quyết bài toán cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu trong 7 ngày giãn cách, thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng vận động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó tập đoàn Sun Group tiếp sức cho Đà Nẵng phòng chống dịch với gói 45 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ nhu yếu phẩm cơ bản như gạo, mì tôm, nước mắm, chèo ăn, cá cơm than khô cho 30.000 hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn và 1.400 tấn rau củ quả cho người dân tại các quận huyện trên địa bàn. Với những cái phần quà nhỏ bé của mình được gửi tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng với người dân thành phố, thì Sun Group mong muốn rằng tất cả chúng ta thêm vững tin vào chính quyền thành phố, quyết tâm đồng lòng để đưa Đà Nẵng sớm vượt qua đại dịch và sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Và ngay trong ngày 16 tháng 8, hàng trăm tấn rau củ quả tươi đã được trao đến quận Sơn Trà, cùng với những xuất quà hỗ trợ đầu tiên đã được gửi đến quận Ngũ Hành Sơn. Dự kiến trong 3 ngày, từ đây đến ngày 18 tháng 8, toàn bộ các xuất quà này sẽ được thành phố Đà Nẵng gửi đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Thì đây là một cái lượng hàng hóa vô cùng quý giá để giúp cho bà con nhân dân Sơn Trà cũng như là bà con nhân dân toàn thành phố Đà Nẵng có những cái bữa thêm những cái hàng hóa rau củ quả phục vụ kịp thời, nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách xã hội. Đây là một nghĩa cử rất cao đẹp, chúng tôi hết sức cảm ơn và trân trọng tấm lòng của đơn vị. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng thời gian đến, tập đoàn Sun Group đồng hành với quận Ngũ Hành Sơn trong công tác tiếp tục phòng chống dịch COVID-19. Thành phố tập trung cung cấp lương thực đảm bảo cho người dân. Thành phố sẽ huy động các nhà tài trợ, ví dụ như là tập đoàn Sun Group tài trợ 30.000 xuất quà và 1.500 tấn củ quả. Tập đoàn Phương Trang tài trợ 1.000 tấn củ quả và chúng tôi sẽ thực hiện cấp phát cái lượng lương thực thực phẩm này đến bà con nhân dân có điều kiện sống khó khăn trên địa bàn thành phố. Dịp này, 100.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 cũng đã được tập đoàn Sun Group gửi đến Đà Nẵng để góp phần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm cộng đồng. Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, 7 ngày thực hiện nghiêm ngặt ai ở đâu thì ở đó, lần này chính là trận đánh lớn để Đà Nẵng đẩy lùi COVID-19. Với sự đồng thuận của người dân và sự đồng hành của cả cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng vững tin sẽ một lần nữa chiến thắng dịch bệnh, sớm trở lại trạng thái bình thường mới.